nếu như bạn đang tìm cách làm thế nào để tạo ra các video short một cách nhanh chóng và dễ dàng thì video này dành cho bạn cho video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái quy trình giúp cho bạn tạo ra các video short một cách nhanh chóng chỉ bằng duy nhất một cái công cụ AI thôi bạn có thể dùng các video short tạo ra để xây dựng các kênh tiktok xây dựng các kênh youtube short hay thậm chí là xây dựng các kênh instagram để phục vụ cho cái mục đích kiếm tiền online của bạn nếu bạn thấy những điều mình sắp chia sẻ là hữu ích hãy dành 3 giây nhấn nút like video công cụ mà mình muốn giới thiệu đến các bạn trong cái video ngày hôm nay vô cùng mạnh mẽ và nó có tên là InVideo. InVideo là một công cụ giúp bạn chuyển thể những cái ý tưởng, những cái kịch bản dưới dạng văn bản thành video nhanh chóng và kèm theo giọng đọc giúp bạn tối ưu thời gian và sản xuất nội dung các bạn nhé. Trong video này không cần bạn sử dụng ChatGPT, không cần bạn sử dụng Google Bard hay thậm chí là Bing AI, bạn chỉ cần duy nhất một công cụ để có thể tạo ra các video short từ chính những cái ý tưởng của bạn đó chính là in video chúng ta hãy cùng đến với bước đầu tiên đó chính là tạo tài khoản in video các bạn nhé thì đơn giản tạo tài khoản in video mình là để ở dưới phần mô tả video này bạn có thể nhấp vào và tiến hành đăng ký miễn phí các bạn ha Ok, thì đây chính là giao diện trang chủ của InVideo Và để có thể tạo ra được tài khoản InVideo Chúng ta nhấn vào Sign Up ở góc trên bên tay phải Ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn đăng ký theo tên và email chúng ta Hoặc là lựa chọn à, kết nối thẳng vào cái tài khoản Google chúng ta để bắt đầu tạo tài khoản ở đây mình sẽ nhấn vào sign up with Google sau đó các bạn chọn cái email của chúng ta rồi ở đây chúng ta sẽ qua một vài bước khảo sát của InVideo như vậy là chúng ta đã tạo xong tài khoản InVideo để hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết hơn thì ở video này mình sẽ sử dụng cái tài khoản in video bản pro của mình các bạn nhé để mà bắt đầu tạo được những cái video short thì chúng ta sẽ nhấn vào ai test to video các bạn ha rồi ở bước này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái kiểu định dạng cho video chúng ta sẽ rê chuột xuống mục aspect ratio và chọn vào portrait. Ở đây chỉ là những cái mẫu video shot có sẵn ở trên in video để chúng ta có thể lựa chọn và tạo ngay cái video shot cho chúng ta các bạn nhé. Lưu ý ở đây chỉ là những cái template. Template dưới dàng là gì ạ? Có những cái format về chữ cũng như là không hình sẵn có đó các bạn. Tiếp theo mình sẽ lựa chọn cái mẫu này để làm cái video shot trong cái video này. Chúng ta sẽ nhấp vào đây. Rồi chúng ta sẽ xem qua cái cách hiển thị của video short này đúng không ạ? Và sau đó chúng ta sẽ nhấn vào user template. Ở bước này có hai cách để chúng ta có thể tạo ra video short nhờ những cái kịch bản của chúng ta. Cách thứ nhất là chúng ta có thể gắn cái kịch bản sẵn có chúng ta vào cái ô này. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng cái chức năng là AI script generation của InVideo để chúng ta tạo ra kịch bản cho chúng ta các bạn nhé. Trong video này mình sẽ sử dụng cái tính năng AI to write your script. Nếu các bạn đăng ký tài khoản InVideo, các bạn có thể chuẩn bị sẵn cái kịch bản từ ban đầu để chúng ta dán vào đây cũng được các bạn ha. Chúng ta sẽ nhập vào AI to write your script. Chủ đề mà mình muốn làm ví dụ cho các bạn là về cái các sự thật về các loài động vật đi. Rồi, sau khi chúng ta đã gõ xong cái script mà yêu cầu rồi, chúng ta nhấn vào generate. Rồi chúng ta đã thấy được là cái kịch bản này nó đã xuất ra chúng ta là một cái kịch bản video short khá là hoàn chỉnh và đấy thì có thể là nó đang đọc cho chúng ta tầm khoảng là một phút đó các bạn rồi sau đó chúng ta nhấn vào Clear Sensor các bạn nhé Ở đây nếu như các bạn sử dụng cái bản version in video miễn phí thì chúng ta sẽ tích vào chọn free thôi các bạn ha Đây là bản có phí của mình thì mình có thể chọn thêm premium Sau đó chúng ta nhấn vào Clear Sensor rồi như vậy là chúng ta có thể thấy được là in video đã đưa ra chúng ta một cái video có rất là nhiều cảnh ở trong này chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 cảnh và cứ mỗi cảnh như vậy thì nó sẽ có đoàn test cũng như là các hiệu ứng có sẵn ở trong cái template này và hình ảnh ở đây thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ thay thế những cái hình ảnh nào nó chưa phù hợp với cái đoàn test ấy thì chúng ta có thể thêm cái video nó phù hợp với cái đoàn test vào đây các bạn nhé ở đây chúng ta sẽ nhấn vào video và chọn vào phần search để tìm kiếm những video phù hợp ở đây chúng ta sẽ search là chia tan đây chúng ta sẽ có rất là nhiều hình ảnh các bạn nhé rồi mình sẽ đưa cái hình video này và chúng ta sẽ kéo vào được chưa rồi chúng ta sẽ thả vào đây được chưa và khi chúng ta nhấn vào stream video to fit send thì chúng ta nhấn vào đây cái thì nó sẽ tự động cắt cái video cho phù hợp với cái cảnh của cái video cũng như là cái thời lượng đọc nếu như có cái dòng voi thì nó sẽ phù hợp với cái thời lượng đọc luôn các bạn ha Chúng ta nhấn vào ask. Rồi sau khi chúng ta đã thêm những cái hình ảnh nó phù hợp với từng cái cảnh ở trong cái video rồi Thì ở bước tiếp theo của cái video này chúng ta sẽ thêm cái đoàn voice cho video này các bạn nhé Bằng cách là chúng ta sẽ nhấp vào voice over các bạn Khi chúng ta nhấp vào voice over thì nó sẽ có cái đoàn voice để đọc cho cái đoàn video của chúng ta các bạn ha Ở đây chúng ta có thể thấy là record voice over hoặc là automate test to speech hoặc là upload một cái đoàn voice over từ cái máy tính chúng ta được chưa thì chúng ta sẽ chọn là automate test to speak ở đây thì chúng ta sẽ tiến hành là chọn cái loài đội giống đọc cho cái video chúng ta ở đây thì nó sẽ có là legacy và realistic thì chúng ta sẽ chọn là realistic loài language chúng ta sẽ chọn là english và voice thì chúng ta sẽ chọn rất là nhiều loài Voice voi khác nhau thì chúng ta sẽ nghe thử ha hello hope you are having a great time making your video hello Hope you are having a great time making your video. Hello. Hope you are having a great time making your video. Hello. Hope you are having a great time making your video. Okay, mình sẽ chọn cái dòng đọc giác các bạn nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vào voice over. Chúng ta có thể nghe thử các bạn, ha. Did you know that cheetahs are the fastest land animals, capable of speeds up to 70 miles per hour? Rồi, chúng ta đã thấy được là khá là ổn. Khi đấy, chúng ta sẽ chọn vào Ask Automate Voice Over for Onsen các bạn nhé. Sau đó chúng ta nhấn vào Ask. Thì lúc này là in video sẽ tạo ra chúng ta tất cả các cảnh quay đều có cái Voice Over hết các bạn nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã có Voice Over cho tất cả các cái cảnh ở trong này. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể thấy được là ở đây chúng ta có bài nhạc nền đúng không ạ? Chúng ta có thể cũng nghe thử ha. Did you know that cheetahs are the fastest land animals capable of speeds up to 70 miles per hour? À, nhạc nền khá là lớn đúng không ạ? À? Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào nhạc nền Và ở đây chúng ta có thể thấy được là nút Volume and Face Chúng ta sẽ nhấp vào đây Và kéo cái volume này xuống tầm khoảng là âm 20 đi các bạn ha Rồi chúng ta sẽ cùng nghe thử là một lần nữa các bạn Did you know that cheetahs are the fastest land animals capable of speeds up to 70 miles per hour? ok sau khi mà chúng ta thấy được cái video chúng ta là khá ổn rồi các bạn ha thì chúng ta sẽ tiến hành là gì ạ nhấn vào export để có thể xuất cái video này về ở đây thì có hai cái định dạng chính đó chính là 720 đối với phiên bản là miễn phí và phiên bản mà pro có phí thì chúng ta sẽ có cái phiên bản là 1080 đó các bạn ở đây chúng ta sẽ nhập vào cái phiên bản mà chúng ta muốn tải về và nhấn vào export chúng ta sẽ cùng chờ cái hệ thống nó render xong cái video chúng ta và sau đó chúng ta sẽ nhấn vào nút download để tải về các bạn nhé Ok sau khi mà hệ thống nó render xong thì chúng ta sẽ nhấn vào download để tải cái video này về các bạn nhé Did you know that cheetahs are the fastest land animals capable of speeds up to 70 miles per hour? With their slender bodies and long legs, cheetahs are built for speed and agility in hunting. They have distinctive black tear marks running from the inner corners of their eyes down to the sides of their mouth. Unlike other big cats, cheetahs cannot roar, but they can purr just like domestic cats. Cheetahs primarily hunt during the day, relying on their excellent eyesight to spot prey from long distances. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn xong cái cách để các bạn sử dụng công cụ AI để tạo ra được những cái video short bằng chỉ một cú click thôi các bạn ha. Và mình hy vọng rằng những cái bước hướng dẫn của mình cũng khá là rõ ràng để các bạn có thể bắt chước và làm theo để tạo ra những cái content chất lượng cho kênh YouTube, kênh TikTok hay là kênh Instagram review của các bạn. Nhớ cho thật một like video và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất mỗi khi thật ra mắt video mới các bạn nhé. tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.